Hoàng Bánh xin kính chào cô chú anh chị, quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh của Hoàng Bánh. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, thì hôm nay Hoàng Bánh nhận được sự hỗ trợ của hai quý mạnh thường quân gửi cho chị Giàu mót lúa hôm trước bệnh tim luôn đó chú anh chị. Thì hôm nay Hoàng Bánh sẽ quay lại đây và trao số tiền này cho chị Giàu để cho chị Giàu có tiền để mua thuốc thang của chú anh chị. Thì kính thưa tất cả cô chú anh chị luôn, thì Bánh là một nghiệp cầu nối thôi. Cô chú anh chị có duyên với hoàn cảnh nào thì Hoàng Bánh sẽ tới gia đình hoàn cảnh đó, trao những số tiền mà cô chú anh chị muốn gửi gắm cho Bánh, trao sau những hoàn cảnh khó khăn nào của chú anh chị. Thì bây giờ mời tất cả cô chú anh chị cùng vào bên trong nhà để thăm có chị Giàu có ở nhà hay không, cô chú anh chị. Mời tất cả cô chú anh chị ạ. Dạ, thì thường thường thì chị Giàu nói là khoảng tầm 3 giờ là chị Giàu đi lụm lúa của chú anh chị. Rồi có một người anh cũng chung bệnh, cũng bệnh tật nữa, nhưng mà không biết hôm nay anh ấy có ở nhà hay không, để vào trong nhà để thăm coi nhà có ông anh của chị Giàu ở nhà của chú anh chị. Dạ em chào anh ha. À, khỏe không anh? Ủa chị hai đâu rồi? Ủa chị hai của chị Giàu đâu rồi chị? Coi. À đi lụm lúa hết luôn hả? Rồi chị Giàu có nhà không chị? Dạ là anh chị Giàu á hả? Anh là anh ruột chị Giàu ha. Dạ thì hôm bữa em có tới đây nè, nhưng mà không có gặp anh á. À bữa nay là may mắn quá gặp anh luôn ha. Rồi bữa nay lụm lúa ha, hay là lụm lúa anh? Wow. Ồ, đây là lụm lúa đó của chú anh chị nè. Dạ. Được bao gửi. Nhiều quá anh dắt lúa nổi luôn hả? Không. Sao ạ? Lượm để vô bao. Dạ. Từng. Rồi sáng giờ ăn cơm chưa? Ăn rồi. Rồi thấy anh mấy tuổi rồi? Tuổi cọp á. Năm nay là 48 tuổi ha. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, tóc cũng bạc trắng quá trời ha. Chị ơi, đây là anh ruột của chị Giàu, là hôm trước là em có đến đây nhưng mà không có gặp, ở đây là anh ruột đúng không chị? Dạ đúng rồi. Là anh này có bệnh gì đó đúng không? Ổng cũng tùm lum hết trơn á, mà ổng ốm nhom nhách à. Nó có bệnh. Dạ? Nó có bệnh á, rồi sanh lại bệnh á. Rồi sanh lại bệnh. À, là lúc mà sinh ra từ bụng mẹ là mình bệnh luôn ha. Bệnh, ừ. Wow, sao anh? Không giật á. Bệnh gì anh? Không giật. Phong vực ha. Rồi. Rồi gia đình mình cứ ngồi ở ngoài đi ha. Ngồi ở ngoài đi cho nó mát. Chị Giàu ơi. Hồi đó có vô một lần rồi hả? Hả? Có, em có vô rồi nhưng mà không có gặp anh á, thì bữa nay thì may mắn quá thì gặp anh luôn ha. Có mua gạo được bao đó hả? À đúng rồi. Có thấy không? Thấy gạo không anh? Dạ cũng cơm anh nhiều á. Dạ, đó là gạo của chị Ly Lâm á, chị Ly Lâm gửi cho gia đình mình hôm trước á anh. Rồi. À, chị ơi thì hôm trước em có lại quay nhưng mà không thấy chị là sao ở đây chị? À, em ruột của ảnh. Cũng đi lụm lúa luôn á. Ở đây mà chị đi chưa có về. Chị là em ruột của ảnh luôn hả? Dạ. Là chị thứ mấy? Thứ năm. Chị thứ năm hả? Ảnh thứ tư. À. Chị xong mới tới Úc Giàu hay sao? Có nhỏ em đi thành phố nữa. À. Rồi mới tới Úc Giàu. Úc Giàu là Úc rồi đó. Dạ, chị là như dòng này là thì như là chị em không à? Dòng dòng không ha? Dạ, chị em ruột không á. À, thì mình có giúp đỡ chị Giàu không? Thì chị em ở gần gần đây thì có gì ăn đó. Giúp đỡ có cơm, thằng cơm, có cháo thì chia cháo cho ăn thôi. Giờ chị em cũng đâu có cái gì đâu mà. Yeah. Chứ ở gần đây nó không có cái gì hết trơn á. Ông ngoại, ông mắt, cái nhỏ cũng nó không có còn cái gì mà để sử dụng. Nhà của ông anh nè, bữa hổm nè. Yeah. Nhà này cũng lâu dữ lắm rồi. Yeah. Rồi cái nó bị nứt á, mà không biết sao rồi đó, làm sao không biết mà. Nó bị nứt rồi nó muốn gãy, nó muốn sụp hết trơn rồi. Cái ông anh ông thấy gì á, ông mới đi mua xi măng, ông chán thêm vô nè. À, mà sợ gãy dữ lắm nè. À, mình sợ có sắt không? Nè. Có sắt không? Có, nhưng mà sắt nó bị xét á.
nó giống như nó bị bung sắt ra. Dạ. Cái ổng thấy vậy, ổng biết sao ổng mua xi măng ổng lại chán. Bữa giờ chị chán có em không? Không đỡ hả? Hả? Không thấy đỡ. Rồi. Không không thấy gì. Nếu mà không chán lội rồi thấy ghê lắm. Rồi cái biết sao giờ làm đại vậy đi. Dạ, thì... Chứ bây giờ biết sao giờ? Thì giờ có anh em ở đây thì giúp đỡ được cái gì thì giúp ha chị ha. Anh em mình mà. Thôi, chị ngồi chút xíu ha. Ngồi 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 đi ha. Mai ở gần nhau á. Dạ. Ngồi đi ha. Ngồi đi, ngồi đi. Chị đeo khẩu trang vô giùm em hả chị? À, thì tránh dịch đi cho nó tốt. Đâu rồi, chị vào đâu rồi? À, anh cứ ngồi luôn ha, anh ra đây anh ngồi luôn ha. Trời ơi, cô chú anh chị ở bên này thì gặp anh tên gì vô này ha chứ? Lớn, tên Lớn. Anh Lớn luôn hả? À, đây là anh Lớn nha cô chú anh chị, là 48 tuổi cô chú anh chị. Wow. Là anh tính đi làm gì á, sửa cái này vậy? Hả? À, cắt lên hả? Rồi mình lụm lúa gì mình bán hả anh? Để xây gạo ăn. Xây gạo ăn á. À, để xây gạo. Ủa sắp sập rồi. Sao hả? Cái này là gì chú? Gạo hả? À, lúa hả? Làm mình đi mót hay sao chú? Ờ, đi mót. Wow, đi mình đi mót một ngày một bao vậy đó hả? Không đó, theo đưa ngày thôi, ngày được là 20 ký, hai mấy ký rồi, cho anh đi. À, em chào chị Hai ha. À, chị Hai mấy thì cũng gì. Rồi bữa nay gặp đầy đủ anh chị em mình luôn ha. Dạ. Rồi lụm lúa cô chú anh chị. Dạ đi lụm hồi sáng sớm tới giờ đó. Sáng sớm tới giờ là hai vợ chồng với đứa con. Dạ cũng khoảng 50 ký ha. Dạ bữa nay trúng bánh, mọi bữa không có đâu. Wow, bữa nay trúng bánh luôn thì hôm nay em lại cũng trúng bánh luôn ha. Quá tốt. Con lớn ở nhà hả? Dạ, hôm nay ở nhà. Hôm nay ở nhà đông đủ rồi cô chú anh chị ơi. Thôi đi dọn đi, nãy mệt chút. Rồi rồi, chút xíu chị ghé đi ha. Trời ơi, thì hình như đại khái là em thấy gia đình mình là toàn là đi lụm lúa thôi, mình không có ruộng lúa hả chị? Wow. Trời, nhà chị Hai em xin phép vô nhà chút xíu coi. Wow, nhà chị Hai toàn là chứa lúa không cô chú anh chị ơi. Chứa lúa. À, đây em. Rồi, đây em. Nhờ con cắt nhà thôi, chứ người ta có gia đình hết rồi, đi lụm lúa ăn hai vợ chồng với đứa con Út. À, thì lúa thì mình lụm nguyên cọng gì vậy á hả? Rồi mình phải đập ra anh. Dạ, rồi còn gom mình có xài, mình có trồng gãy chút đỉnh, rau cải, đất cải ngọt hay đó. À, là mình lấy cái xác cây lúa này để mình làm mà mình đắp lên những cái luống rau của mình ha. Dạ. Đúng rồi ha. Làm mình có việc bèn là lại hai bên luôn. Rồi. À, lụm lúa ăn rồi lụm lúa có cái gom mình có xài nữa chút đỉnh anh. À, được một công hai việc luôn ha. Dạ dạ. Có dạ. Lúa vừa có cái rơm này nè để dạ, dạ. Những luống rau mình trồng cải. Dạ dạ. Rồi nhìn anh đổ mồ hôi quá trời của chú anh chị. Thôi có sức khỏe là được ha anh ha. Dạ, có dạ. Sức khỏe là mình làm được ha. Mấy dạ. Năm ổng đi bệnh viện không à, mới năm nay ổng mới thấy. Mấy năm trước tôi đi nằm nhà thương không à, được năm nay hơi đỡ đỡ. Dạ chị bệnh... mong cho anh lúc nào cũng khỏe để có sức khỏe lo cho gia đình ha. Dạ. Rồi chút xíu chị Hai có thể qua đây chút xíu với em ha. Rồi chắc mình ăn đói bụng chưa. Thôi mời gia đình chị em mình cùng vô đây ha để em gặp em nói chuyện chút xíu. Đâu rồi chị Giàu ơi? Dạ. Chị Giàu đang làm gì hả? Chị Giàu đang làm gì thế? Nấu cơm với chiên trứng. Hả? Nấu cơm với chiên trứng. Nấu cơm với chiên trứng hả? Dạ. Rồi bữa nay có đi lụm lúa không? Dạ không, bữa anh mua gạo cho anh nói ở nhà đi khỏi lụm lúa nữa. À, ý là em trao gạo hôm bữa là hôm nay là không có đi lụm lúa nữa ha, là có gạo ăn hả phải không? Dạ. Rồi hai anh em mình có nấu cơm ăn chung không anh? Có. Nấu cơm. Nhau, mình nấu ăn chung ha. Chứ anh em phải đùm bọc lẫn nhau, phải thương nhau ha. Ăn cơm với gì chị Giàu? Dạ, ăn cơm. Trời ơi, sao chỗ này không có đèn hả chị? Dạ. Không có đèn luôn hả? Dạ có. Mình à. Trời ơi, nấu bếp bếp củi hả chị, chưa có lò ga hả chị? Lò ga không có anh ơi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi thấy rồi. Là xưa giờ mình không có xài lò ga hả chị? Mà xưa giờ có nhưng mà hư rồi không có mua luôn, không có là tiền hả? Luôn. Là với lại không có xài luôn, xài bếp củi lâu rồi. Hả? Xài bếp củi lâu rồi. Xài bếp củi lâu rồi ha? Dạ. Rồi. Thôi giờ bữa nay thì em lại thăm chị á, thì gia đình mình cùng dạ. Lên trên để ngồi nói chuyện chút xíu ha. Dạ. Rồi. Chị Hai đeo khẩu trang cho đôi. Tại chị Hai đi mót lúa mới về. Thôi em mời cả nhà mình ra đây ngồi luôn ha. Thôi kiếm cái ghế đi.
Sao chị? Ý là ngày trước có gió quá, cái lá nó rớt bay vô nè. À, trời gió mà thì nhà của mình ở nông thôn mà phải chịu thôi, thì gió thì lá cây thôi, không có gì hết ha. Cũng mát mẻ mà. Rồi chị vào ngồi đi ha. Vào đi, ngồi đi. Rồi chút xíu mời anh lớn đâu rồi anh lớn? Kể đi cho anh ngồi đi, ngồi đi ha. Rồi hai chị em mình tâm sự chút xíu. Anh ngồi đây nè. Trời ơi, trời nắng quá anh. Hả? Nắng tốt anh ơi. Tốt hả? Dạ. Thôi nắng. Là anh cũng chích ngừa đủ chưa? Hai mũi rồi. Hai mũi rồi ha. Dạ, hai mũi. Thôi, vậy là trễ hơn em rồi, em tới ba mũi lận. Em chích xong ba mũi rồi. Năm nay mới có 48 tuổi cũng già dữ lắm rồi đó, quá trời luôn. À, có nhậu nhẹt gì không anh? Có chút bệnh. Ừ, có chút bệnh. Trời ơi, bệnh hoạn. Nè, bệnh á mình đừng có nên nhậu ha, giữ gìn sức khỏe mới đi lụm lúa được. Hả? Vui vui. Lâu vui vui á. Lâu vui vui á hả, nhậu ha. Rồi nhậu về có quậy không? Không đâu. Đừng có quậy nghe. Ở có hai anh em mà thì cố gắng chia sẻ với nhau thì thấy hai anh em thương nhau vậy đó. Rồi mình bán lúa mình để trà gạo hay là mình có bán không? Để ăn á. Để ăn. Rồi hôm bữa chắc 25 kg em gửi cho gia đình mình đó rồi, chắc ăn còn được lâu à. Cảm ơn anh nhiều á. À, không phải của em đâu anh ơi, đây là của một chị Mạnh Thường Vương với chị Ly Lâm thôi hôm trước á. Rồi chị vào thấy bữa mừng không? Là dạ, bữa mừng nói với anh á, được anh Hoàng Xanh với cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ bao gạo với mắm muối, bột ngọt đường đó mừng, ảnh cũng mừng luôn. Hôm nay giờ có gạo ăn Tết rồi. Rồi chị xích vô đây đi rồi chút xíu nữa mình có quà của cái chị nè. Chụp nữa trời ơi, chủ ở đâu chó đó thiệt. Ừ. Anh xích vô đây anh lớn. Rồi thì rồi chị có thể chia sẻ thêm cho em là chị hôm trước là chị chia sẻ là chị nói là một thang thuốc là bao nhiêu? Dạ một thang người ta nói hốt 500 một thang, còn lấy hai thang là 1 triệu. Là hai thang là bao nhiêu gói chị? Một thang vậy bịch bự nhưng mà viên nhỏ nhỏ anh á. Rồi mình uống vậy đó được bao lâu một thang? Người ta nói uống một thang vậy là 2 tháng. Một thang là được 2 tháng ha. Dạ. Rồi còn hai thang thì 4 tháng. Hai thang thì được 4 tháng của chú anh chị. Thôi ngồi đi khỏi lấy đó chị. Khỏi đâu thì như một thang là chị uống được 2 tháng, là 2 thang là được 4 tháng. Dạ. Một thang là bao nhiêu tiền chị? Thang là 500. Một thang năm. Bịch bự anh. Dạ sao? Là một bịch bự, một thang là một bịch bự. 500 ngàn. Dạ 500 á. Đúng rồi, hột nhỏ nhỏ. Rồi. Dạ. Là chị ngưng thuốc lâu rồi đúng không? Bữa chị chia sẻ bao lâu rồi? Ngưng 4-5 tháng rồi, lúc Tết. Rồi chị ngưng thuốc, chị cơ thể chị thấy sao trong người? Tối nhiều lúc nó cũng hành á. Giống như ai lấy cây kim đâm vô tim em vậy đó. Nó nhói nhói rồi nó nhức. Rồi em gắng uống nước đá. Uống đá vô cho nó lạnh, nó bớt. Ủa, uống nước đá là mình lạnh là bớt lại hả? Từ có chất đá cái tim của mình á, nó cũng đỡ chút. Em xin nước đá anh thứ ba hoài, uống hoài. Hồi bữa nay anh ba đâu rồi? Đi ruộng rồi. Đi ruộng hả? Là bữa nay là chỉ có chị hai với chị... Chị năm ha, chị hai, chị năm. Rồi cũng gần anh em không? Nói chung là có anh em đông vậy cũng đỡ phần nào ha. Mà tin là hoàn cảnh ai cũng... Dạ. Khó khăn đấy ha, thì tháng này thì ai cũng khó khăn đó. Rồi. Rồi gạo này anh em mình nấu chung ăn chung ha. Dạ nấu chung. Có chia nhau không? Có anh ạ, có. Không chia là em à. Không chia là cái gì nói trước chứ bằng thiên luôn hả? Bằng thiên làm chứng luôn. Anh em thương nhau lắm. Wow. Hai chị hai khổ đi mất lúa mà chưa có trà đó. Gắn cho chị hai hết 5 kg. Chia nhau sống. Thì cứ chị em mình cứ chia sớt nhau đi ha. Rồi nữa chị giàu này không có thì chị hai cho lại ha. Có cho lại không chị hai? Chúng cho chút đỉnh, chị hai cũng không có cho chút đỉnh. Đồ ăn này kia nấu đi qua chị hai kêu chị hai qua bản múc ti canh này kia đó mà chị hai cũng không có gì ăn đâu. Không có gì ăn. Dạ đúng rồi. Nó canh chay không đó. Đồ chay không, hẹ luộc. Với đi kéo lưới.
Ủa, chị Năm này cũng là thường hay giúp đỡ ha chị Năm. Dạ. Chị Năm cũng khá giả không chị Năm? Chị Năm cũng không mấy gì khá giả gì mấy đâu, thì ngày nào làm ngày nào là đủ ngày đó. Mình có con đi Sài Gòn hay không? Có một đứa mà bị dịch nó đâu có đi được đâu. À, vậy hiện tại là đang ở đây hả? Ở nhà thất nghiệp. Bao nhiêu tuổi rồi? À, năm coi giờ 46 rồi. 46 tuổi rồi. Chị á hả? Chị 46 hay là con chị á, con chị. Con hả? 18 tuổi thằng trai. Tuổi. Con trai ha. Rồi dạ. Đứa con gái 11 tuổi. Dạ. Cảm ơn chị ha. Thì bữa nay thì em nhận tiền của Mạnh Thường Quân á đến đây trao cho gia đình trao cho chị giàu. Thì hôm bữa thì không có thấy anh lớn nè. Không có gặp anh lớn đâu, thì anh lớn đi lụm lúa đó, rồi phản tiện bữa nay gặp thì khán giả thì mới biết anh lớn thôi ha. Rồi, chúc anh có nhiều sức khỏe nha, không có nhậu nha anh. Bớt nhậu đi ha. Cảm ơn. Dạ. À, đừng có nhậu ha. Thôi chị Dâu ơi, thì hôm nay thì em có nhận tiền hai người em ở Tân Bình. Đến đây để trao số tiền này cho chị để có tiền để đi mua thuốc. Ha, chị mua thuốc ha. Có không? Mua thuốc giùm em ha. Có, em đi kêu chị hai đi qua chị nương chiên bánh xèo á, mà bán thuốc á. Cái thuốc là ở đâu gần đây không? Dạ, cũng ở ngoài chợ ngã tư á, anh. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh của Hoàng Bảnh, thì hôm nay Bảnh nhận được sự hỗ trợ của em gái ở Tân Bình gửi cho 2 triệu đồng. Và một em gái nữa là em gái Ngọc Thắm gửi cho chị giàu là 1 triệu đồng nữa, tổng cộng số tiền là 3 triệu đồng đó cô chú anh chị. Thì Bảnh sẽ trao số tiền này cho chị giàu để có tiền để mua hút thuốc uống cho chị giàu ha. Bây giờ chị giàu đếm lại giùm em hả chị? Không, chị phải đếm, chị không đếm không được đâu. Không đếm không có được, chị đếm đi đủ rồi chị nói. 1 triệu, dạ. Triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, đủ rồi anh ơi. Đủ chưa? Dạ đủ. Dạ. Cảm ơn hai người chị, dạ, đã giúp đỡ em có tiền mua thuốc uống. Dạ. Mong sẽ mau hết bệnh, dạ, để đi làm. Rồi, mình mà như mình hút thuốc 2 triệu đi ha, để 1 triệu cái mình mua thức ăn hay là mình chia cho anh lớn 500 cũng được. Dạ, dạ. Được không? Dạ được ạ. Đó, mình hút thuốc 2 triệu đúng rồi, cho anh 500 để anh có tiền xài đi. Cho em mua thức ăn, dạ, mua đồ ăn. À, thì anh lớn thì như bữa nay anh lớn mua đồ ăn thì ngày mai chị mua đồ ăn, dạ, chia nhau. Dạ. Ha. Dạ. Rồi đưa luôn kìa cô chú anh chị ơi, cái này là chị em từ không phải cảm ơn em là nhịp cầu nối thôi, cảm ơn hai người em ở Tân Bình á ha. À, chị hai ơi, thì hôm nay thì em trao số tiền cho chị giàu á, rồi chị hai có thấy vui không? Mừng thế là em không mừng quá trời, mình tới muốn khóc luôn, tại vì giúp đỡ em mình quá. Dạ cảm ơn hai em mà gửi tiền giúp đỡ cho Út giàu đó. Bây giờ chị hai cũng cảm ơn anh chị em đồ nhiều lắm, người nào giúp cho em tôi mừng quá trời rồi. Em chỉ là một nhịp cầu nối thôi chị, thì những cô chú anh chị nào với có lòng hảo tâm muốn gửi đến gia đình của mình đó thì em sẽ đem đến đây trao đó chị. Chị Năm ơi, thì em vừa mới trao tiền cho chị giàu này thì thấy mừng không? Quá mừng lớn luôn. Mừng thiệt. Lớn luôn hả? Mới lần đầu à? Mới lần đầu luôn hả? Quá trời mừng luôn thiệt. Nghe nói theo tội nghiệp quá, cảm ơn chị rất nhiều. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân thân mến, thì Mạnh cũng đã đến đây rồi, cũng đã trao số tiền là 3 triệu đồng cho chị giàu, là chị giàu sẽ hút thuốc là 2 triệu đồng hút thuốc uống đó cô chú anh chị, và sẽ giữ lại 1 triệu đồng là chị là giữ 500 và cho người anh lớn là anh lớn anh ruột của chị, là hôm trước là Mạnh lại đến đây thăm nhưng mà không có gặp anh lớn này á, thì bữa nay sẵn tiện là có anh lớn ở nhà đó, thì cô chú anh chị thì chị giàu có chia sẻ lại cho anh lớn là 500 ngàn của chú anh chị. Thì hôm nay em trao tiền đủ chị giàu. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Sang với hai chị đã giúp đỡ. Chị ơi, em là Hoàng Bảnh. Anh Hoàng Bảnh à? Dạ. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Bảnh nhiều. Dạ. Nhờ có anh cộng đồng mạng cũng thấy hoàn cảnh em gì giúp đỡ em, cũng cảm ơn anh Mạnh. Thì cô chú anh chị, thì Bảnh vừa mang số tiền của em gái ở Tân Bình gửi cho chị giàu là 2 triệu ha. Một em gái nữa là em gái Ngọc Thắm gửi cho thêm 1 triệu nữa, là tổng số tiền là 3 triệu á. Rồi. Dạ em cảm ơn chị Thắm
như chị em quên chị đó thôi, giờ xem một khán giả đâu giấu tên mà chỉ do biết địa chỉ ở Tân Bình thôi ha. Dạ, em cảm ơn chị Tân Bình với chị Thắm đã cho em số tiền để trị bệnh. Em chúc chị năm mới phát tài phát lộc, có nhiều sức khỏe, mạnh khỏe. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Thì em cũng chúc chị năm mới với anh lớn này có thật nhiều sức khỏe nha anh. Rồi mình anh em mình ở trong nhà mình cố gắng thương nhau ha, có gì mình đùm bọc lẫn nhau giống như mấy anh chị lớn của mình đó, như chị hai của chị năm anh ba đó, rất là thương nhau như là thương anh em mình đó. Mình ở trong nhà tuy rằng là cũ thiệt nhưng mà ở đây cũng sẵn có những anh em ruột của mình đó, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ những thức ăn hay là nước uống gì đó, đúng không? Thì năm mới em cũng chúc chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an và chống mau hết bệnh nha chị ha. Rồi thì mua thuốc uống kìa, anh lớn nói để tiền mua thuốc uống, cô chú anh chị thấy tội nghiệp không? Hồi xưa giờ cũng không được không? Vậy đâu, được vậy là mừng lắm anh ơi. Dạ, không có làm gì vô tiền á, nên không có tiền, đôi khi không có một đồng trong túi luôn. Thấy thương không, cô chú anh chị không có một đồng trong túi luôn. Dạ, đúng. Rồi bữa nay, ngày mai mình mua cái gì ăn đi ha, đừng có bớt ăn trứng lại ha. Dạ. Ngày mai tính mua gì nè chị nói ơi, mua vịt quay hay mua gì? Ngày mai mua thịt heo. Mua thịt heo. Anh muốn ăn gì anh ơi, cho chị già mua cho nè. Mua gì có mua gì có nói ăn nấy. Có gì ăn nấy của chú anh chị. Bữa nay chắc chị già mua thịt heo cho quá. Dạ. Mua thịt heo nấu ha, cho mình có đó có sức ha, mình mới đi lụm lúa được nữa. Dạ. Rồi. Rồi thì bữa nay thôi cảm ơn gia đình ha. Trời ơi, bữa nay chị hai cũng trúng mánh luôn cô chú anh chị. Chị hai đi với ông xã mà giác về tới hai bao cô chú anh chị. Quá trời lúa được đúng không chị hai? Mai chị đi qua Yến Ương mua thuốc dùng được không? Được. Mua mấy thang anh? 2 thang. Thôi bây giờ thì tùy theo chị thôi, thì tiền này thì hai người em khán giả đó thì gửi cho mình để mua thuốc á. Chị chị ráng chị mua. Không bây giờ giờ chị giàu, chị giàu cũng đi được không? Dạ, nhờ chị hai đi mua. Rồi chị hai đi mua, bây giờ giờ chị hai mua bao nhiêu? 2 thang là còn thuốc không nha. Để đi hỏi. Là bao nhiêu tiền một thang là 500.000 đó. Bây giờ chị mua bao nhiêu thang? Hai. Bà nói hết rồi thì gửi tiền cho bà đi mua giùm nhé. Lên trên tỉnh hốt mới có ha. Mấy thang? Bây giờ là chị 2 thang đủ. 2 thang đủ. 2 thang đủ không? Thôi thì em thấy vậy đang khó khăn về giờ gạo thì cũng mạnh thường quân cho rồi ha. Bây giờ mình mua cho 2 triệu tiền thuốc đi chị. Có sức khỏe mình mới đi làm đúng được rồi, chứ hết mình để tiền xài hết dạ, ha. Thì nhớ mua giùm em 4 thang nghe, rồi có gì em lại thằng sao em lại thăm nữa, mà không có 4 thang là không được đâu á. Hỏi bà có tiền chú ý mua thuốc uống đó. Dạ. Còn nếu mà hết rồi gửi tiền bà đi xuống trang hốt giùm đi. Rồi, thì nhớ mua thuốc giùm em gái mình có sức khỏe mới đi làm được hả chị ha. Có tiền mình muốn chết rồi không đi mua, rồi em mình có bệnh hoạn rồi mình không có gì giúp cho em mình đó, rồi không đi mua rồi để tiền xài là hết rồi. Đúng rồi đó. Cái gì thì sẵn quan, quan trọng cho em mình hết bệnh là mừng quá rồi. Rồi cảm ơn chị rất nhiều ha, chị nhớ mua thuốc em ha. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả quý mạnh thường quân thân mến, thì hôm nay Bảnh đã trao số tiền và cũng đã gặp gỡ những anh chị em của chị giàu với anh lớn của chú anh chị. Thì bữa nay Bảnh rất là mừng luôn, thì gặp tất cả những người anh chị ruột của chị giàu và đến đây đã trao số tiền của 2 người em mạnh thường quân, em Ngọc Thắm và một em nữa giấu tên ở Tân Bình gửi tặng gia đình mình. Thuốc này hả chị? Dạ, đó là bịch, một bịch em tháo ra luôn. Thuốc này mình uống có thời hạn không chị? Không, lấy cái mới là không có hết thời hạn, còn cái này nó lâu lắm rồi em để dành mẫu vậy đó. Để dành mẫu chứ mình không có uống hả? Uống 2 bịch nhưng mà uống 2 bịch hết rồi mà chưa biết là mẫu. Chị uống một lần bao nhiêu viên chị? Người ta dặn là uống lần muỗng gì đó. Múc muỗng đại à? Múc cà phê gì đó, sáng, trưa, chiều. Chứ mình không có đếm viên, bao nhiêu viên hả? Bà nói không, là không có đếm. Múc muỗng cà phê sáng, trưa, chiều. Làm một ngày ba lần? Dạ, rồi. Uống gì đó. Uống khi nào hết thôi, bà nói vậy đó. Thế đó. Phải lấy cái loại thuốc này đi mới biết hả? Lúc mà lấy nó vàng khè, nó vàng khè, tươi lắm. Còn cái này nó lâu rồi anh, nó bay màu lâu rồi, nó vậy đó. Lâu rồi ha. Dạ. Rồi chị hai cứ giữ cái mẫu này lên chợ anh lấy rồi ha. Rồi em xin phép gia đình em về ha. Kính chúc cả gia đình thật là nhiều may mắn ha, và nhiều luôn.
Cảm ơn chị. Gian vô cực khổ, trời nắng mệt gì còn không than nữa, giúp cho chị Hoàng, em chị Hoàng. Chị Hoàng cảm ơn hai em ha. Cảm ơn chị rất nhiều. Thì em thì là một nhịp cầu nối để đi đến những hoàn cảnh khó khăn, đi hỏi thăm và động viên cho những hoàn cảnh để có cái tinh thần lạc quan hơn, để sống cho vui vẻ hơn đó chị. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, thì bạn cũng đã trao tiền xong rồi, thì bạn xin phép khép video tại đây. Kính chúc tất cả cô chú anh chị thật là năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Kính chúc gặp nhiều may mắn luôn. Và sẵn tiện đây bạn cũng gửi lời chúc đến hai em là em Thắm và một người em là ở Tân Bình, giấu tên đó cô chú anh chị. Thì chúc cho hai em luôn luôn dồi dào sức khỏe, có gặp nhiều may mắn và luôn bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.